huấn luyện viên trưởng của Thái Lan, ông Sisak lúc này vẫn đóng vai trò tạm quyền sau khi lên thay thế cho Rajevat, dẫn dắt Thái Lan lọt vào vòng 2 của Asian Cup 2019. Ông Sisak là người đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở China Cup, giải đấu mà đội tuyển Thái Lan đã vượt qua đội tuyển Trung Quốc trước khi để thua đội tuyển Dubai ở trận đấu cuối cùng. Trong trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với đội hình gồm có thủ môn Đặng Văn Lâm, các hậu vệ là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh, Hùng Dũng. Cầu thủ trái cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Còn ở phía trên là bộ ba tấn công Quang Hải, Anh Đức và Văn Toàn. Đó chắc chắn là những người mà chúng ta có thể tin tưởng nhất vào thời điểm này. Có thể hiểu được sơ đồ chiến thuật không chính xác của truyền hình Thái Lan. 3-4-3 luôn là sơ đồ quen thuộc của ông Hoàng Sô. Và thực sự sự có mặt của Tuấn Anh đã tạo ra những bất ngờ với đối phương, có thể nói là như vậy. Bởi vì Tuấn Anh từ thời Ban Sô không thi đấu cho đội Việt Nam. Người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này là hậu vệ đang chơi bóng ở Nhật Bản, Therathon Pumathan. Trong khi đó thì người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải, cầu thủ đang có mùa giải đầu tiên ở V-League chơi cho câu lạc bộ Viettel. Trong danh sách của hai đội dự King's Cup lần này thì mỗi bên có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài. Bên phía Việt Nam, Đặng Văn Lâm và Xuân Trường thi đấu ở Thái Lan. Bên cạnh đó là Công Phượng, giai đoạn trước thi đấu cho Incheon của Hàn Quốc và mới đây đã quyết định sang Pháp để thử nghiệm ở giải hai. Anh Đức chính là cầu thủ nhiều tuổi nhất, 34 tuổi. Anh Đức như thường lệ sẽ đá tiền đạo cắm và chơi bên anh là Quang Hải và Văn Toàn. Theo chúng tôi thì việc để Công Phượng đá dự bị là hợp lý, bởi vì Văn Toàn đang có phong độ rất tốt, Quang Hải là người không thể thiếu. Còn Anh Đức thì luôn là lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo cắm. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ King's Cup 2019 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Thái Lan trong những chiếc áo màu vàng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Ở thành phố Buriram lúc này thời tiết rất mát mẻ. Ngay trước trận đấu đã có một cơn mưa. Mặt cỏ của sân Chang Arena rất đẹp. Đây là sân bóng còn có tên là Caster Thunder, tức là lâu đài sấm sét. Pha băng ra của Cao Huyên, Anh Đức. Đường chuyền vào có phần hơi thấp của Anh Đức. Cao Huyên là một trong những cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đã không tham dự AFF Cup. Vào thời điểm này thì Cao Huyên đang chơi bóng ở Bỉ. Bóng đá Thái Lan đang có những khó khăn. Họ không giữ được vị thế của mình, ít nhất là về mặt vị trí trong một loạt những giải đấu. Chính vì thế mà King's Cup năm 2019 là lúc mà bóng đá Thái Lan rất muốn khẳng định lại mình và họ đã rất muốn cố gắng tập trung tất cả những cầu thủ tốt nhất của họ. Tuy nhiên đến phút chót thì Chanathip Songkrasin đã không thể góp mặt vì chấn thương. Ngay cả Terasin Dangda, tiền đạo đá cắm của họ trong suốt quãng thời gian vừa qua cũng không thể đá chính ở trận đấu đầu tiên này vì có lẽ chưa thật sự có được phong độ tốt nhất. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Văn Toàn, cầu thủ đang chơi rất hay ở V-League 2019. Với nhiều người thì Văn Toàn chính là cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất, đáng xem nhất ở nửa đầu của mùa giải V-League năm nay. Đội xuất phát của Thái Lan ngày hôm nay, cả ba cầu thủ đang chơi nước ngoài đều có mặt trong đội chính, đó là thủ môn Cao Win, tiếp theo là tiền vệ Thitiban và đội trưởng Thiraton. Tiền vệ Thitiban đang chơi bóng ở Nhật Bản cho Oita Trinita. Hậu vệ số 26 của Thái Lan, Suphan Thongsong, đang chơi cho câu lạc bộ Suphanburi, đội bóng chơi ở giải hạng cao nhất của Thái Lan. Trọng Hoàng, Quang Hải bị phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của tiền vệ trung tâm Thitiban.
Đây là quy giá phạt mà thủ Việt Nam có thể tạo ra những pha bóng rất nguy hiểm về cầu môn của Cao Win. Titipan là một trong vị trí của Thái Lan chơi tốt nhất tại giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái. Một giải đấu mà Thái Lan có thể nói là chơi không thành công vì Malaysia loại ở vòng bán kết. Với những tình huống cố định như thế này, đội tuyển Việt Nam có một phương án chơi tương đối cơ bản, đó là những quả treo bóng bổng check về bên cánh đối diện, nơi có sự góp mặt của Anh Đức và Đoàn Văn Hậu, những cầu thủ cao lớn và có khả năng chơi không chiến tốt. Và ở tình huống thứ hai, mọi chuyện có thể sẽ trở nên khó khăn hơn, phức tạp hơn với các đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Người sẽ thực hiện quả đá phạt này là Quang Hải. Cũng có một phương án là đưa xuống cho Trọng Hoàng căng ngang, đó cũng là một miếng rất là quen thuộc của đội Việt Nam. Quang Hải cứu bóng, đã có lỗi của một cầu thủ áo đỏ. Những phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam có sự chủ động tương đối nghiêng về phía đội khách áo đỏ. Pha can thiệp là của Duy Mạnh. Quả phạt góc cho các cầu thủ Thái Lan. Đây là trận đấu mà với Thái Lan áp lực dành cho họ nặng nề hơn, bởi vì gần đây Thái Lan chơi không tốt ở các giải đấu khu vực cũng như châu lục. Bóng đá Thái Lan không chỉ thành tích không tốt mà nội bộ cũng bị phân rẽ sau những thất bại. Người Thái coi giải đấu này là dịp để họ lấy lại hình ảnh cũng như là hàn gắn nội bộ. Với Việt Nam thì chúng ta nhẹ nhàng hơn, kinh gấp không thể so với AFF Cup. Giải đấu của Việt Nam đang là đương vô địch. Titipan, một pha hỗ trợ hợp lý của Văn Toàn, rất nhịp nhàng, phản công. Pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương, đó là tình huống phạm lỗi của Addison. Có lẽ chúng ta không cần phải bàn cãi về phong độ của Văn Toàn trong quãng thời gian vừa qua tại V-League. Nhưng với riêng cá nhân tôi thì tôi rất muốn nhìn thấy Văn Toàn vào sân từ vị dự bị để tạo nên sự đột biến trong nửa còn lại của trận đấu này. Những việc ông Park Hang-seo sử dụng Văn Toàn ngay từ đầu để chơi cùng Anh Đức và Quang Hải trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đương nhiên cũng có thể giải thích một cách đơn giản rằng đó là những con người có phong độ tốt nhất vào thời điểm hiện nay của đội tuyển Việt Nam ở hàng công. Văn Toàn vẫn còn. Những tình huống tạo áp lực tốt của đội tuyển Việt Nam có thể coi đây là trận đấu giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Thái Lan về kinh nghiệm và tuổi tác hơn Việt Nam khá nhiều. Rất có thể ngày hôm nay Văn Toàn và Tuấn Anh sẽ là những người tạo ra sự mới mẻ và khiến cho Thái Lan lúng túng. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiếp tục những phút đầu của trận đấu bằng một thế trận cân đối, nhịp nhàng, có khoảng cách cự ly giữa các cầu thủ có thể nói là lý tưởng. Titipan, người cướp bóng là Tuấn Anh. Pha bóng mang tính giải tỏa của Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam đang tỏ ra rất thanh thoát, mặc dù chưa thực sự dâng cao đội hình. Đây là thời điểm bóng đá Thái Lan có thể hình rất tốt. Trong thành phần của Thái Lan dự Asian Cup cũng như AFF Cup cuối năm ngoái, đội xuất phát thường xuyên có 7 cầu thủ cao trên 1m80. Văn Toàn, cú nhà bóng vừa rồi là của Anh Đức. Chuyền bóng hợp lý cho Anh Đức. Bên phải là Quang Hải. Hùng Dũng. Thế nhận bóng của Hùng Dũng hơi đối một chút.
Pha tranh chấp vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu và sau tình huống vào bóng số 5 của đội tuyển Việt Nam đã bị đau. Người vừa tranh chấp với Đoàn Văn Hậu là Thi Chi Phan. Đây là một pha bóng mà trọng tài đã bỏ qua một lỗi có lẽ là rất nặng của Thi Chi Phan. Chúng ta hãy nhìn lại động tác vào bóng của Thi Chi Phan. Số 8 của đội tuyển Thái Lan dường như không muốn chơi bóng mà muốn triệt hạ đối thủ. Cũng có thể hiểu rằng anh muốn tránh Đoàn Văn Hậu, nhưng đó không hoàn toàn là một pha bóng chủ động né tránh. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trận đấu tại King's Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Đây là phút thứ 9 và tỷ số vẫn là không đều. Lúc này chúng tôi đang tường thuật cùng lúc trên các kênh VTC1, VTC3 và Việt Nam Journey. Bên cạnh đó thì những khán giả đang đi đường có thể theo dõi qua radio ở các kênh VOV1 và VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta xem lại pháp sát rất chủ động. Đó là tình huống mà Cao Vin đã băng ra nhưng không chính xác trong pha chạm bóng đầu tiên. Tình huống đó của thủ môn lão luyện Cao Vin cùng với 10 phút đầu tiên chơi có phần khó khăn của đội chủ nhà Thái Lan ít nhiều cũng đã chỉ ra rằng đội tuyển Thái Lan đang có những khó khăn nhất định. Không phải lúc nào bóng đá Thái Lan gặp Việt Nam lại ở vào một thế khó như thời điểm hiện nay. Thực sự là cầu thủ Thái Lan bị khớp về mặt tâm lý. Cầu thủ đang khởi động là Hồng Duy để phòng trường Văn Hậu bị đau và không thể đá tiếp. Trước đây Thái Lan thường chỉ mời những đội mạnh hơn tầm của Đông Nam Á dự King's Cup hoặc là những đội đã từng vô địch châu Á kiểu như Myanmar ở các thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Đến năm nay thì họ mời Việt Nam. King's Cup có từ năm 1968. Đến bây giờ Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất, đăng quang 15 lần. Hàn Quốc vô địch 7 lần. Malaysia vô địch 4 lần. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn là cầu thủ đã từng thi đấu tại King's Cup. Trong lịch sử của King's Cup thì đã có 5 giải đấu này không được tổ chức. Và thể thức thi đấu của King's Cup đã có những thay đổi chục năm qua. Ban đầu thì giải đấu này có sự tham gia của khoảng 6 đội bóng và được chia làm 2 bảng. Trong nhiều năm gần đây thì giải đấu này thường xuyên chỉ có sự tham gia của 4 đội. Nhưng thể thức cũng đã có sự luân chuyển liên tục. Ở một vài năm gần đây thì luôn là các trận đấu của 4 đội được chia làm 2. Những đội thua sẽ gặp nhau trong trận tranh giải 3 và những đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Vào năm 2006, khi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên dự King's Cup gặp đội tuyển Thái Lan, chúng ta đã có 2 trận đấu gặp đội chủ nhà. Trận đấu đầu tiên ở vòng bảng một lượt, chúng ta cũng đã thua và trong trận chung kết thì thua với tỷ số 3-1. Đá phạt cho Thái Lan. Như vậy là Đoàn Văn Hậu vẫn có thể thi đấu tiếp. Lỗi của Bùi Tiến Dũng khi tranh chấp với Thi Chi Phan. Số 8 của đội chủ nhà Thái Lan đã hoạt động rất rộng, luôn có mặt ở những điểm nóng trong những phút vừa qua. Cảm giác của chúng tôi là Thái Lan muốn đưa Việt Nam vào thế đua sức. Sẽ là một pha treo bóng chân trái của Thidathon. Dễ dàng đối với Đặng Văn Lâm. Thi đấu với Thái Lan, đội bóng to cao hơn chúng ta, cũng là một dịp để Việt Nam chui rèn khả năng phòng ngự bóng bổng cũng như những tình huống cố định. Chúng ta biết là tại AFF Cup cũng như Asian Cup, mặc dù Việt Nam thành công, tuy nhiên chúng ta để thua khá nhiều từ những tình huống bóng bổng cũng như những quả phạt. Phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đó là lỗi của Pansa. Pansa cao đến 1m90.
góp mặt ở King's Cup luôn có những đội bóng mạnh. Năm ngoái đội vô địch là Slovakia. Đội bóng của châu Âu đã thắng Thái Lan 3-2 ở trận chung kết năm 2018. Lần này người đá phạt sẽ là Hùng Dũng. Cú đá tương đối sâu của Hùng Dũng và Cao Win đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Vừa rồi là tình huống phá bóng của Addison, đồng đội của Đặng Văn Lâm ở Mường Thong. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía phải cho đội bóng áo đỏ. Không khí rất sôi nổi đang bao trùm sân Chang Arena ở thành phố Buriam. Bóng được Quang Hải được đưa vào ở tầm thấp. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa. Panza Hemvibun luôn là mắt xích quan trọng ở phòng ngự của tuyển Thái Lan với chiều cao vượt trội 1m90. Tiến Dũng, Anh Đức, Văn Hậu và Quang Hải, những cầu thủ cao nhất và có khả năng chơi đầu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam đều có mặt ở phía trên. Nhưng rất nhiều khả năng đó sẽ là một cái bẫy. Nếu như các cầu thủ Thái Lan không tập trung, sẽ có một tình huống ở tuyến 2. Quả treo bóng vừa rồi là của Hùng Dũng. Quang Hải trong một loạt những tình huống cố định gần đây của đội tuyển Việt Nam đều lùi lại về phía sau để sẵn sàng cho một tình huống 2. Anh Đức vẫn còn. Đây là Văn Toàn. Đột phá đi. Chuyền vào. Không có điểm cắt nào cả. Rất dũng mãnh. Pha can thiệp vừa rồi là của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng không thể thi đấu ở lượt đi V-League 2019, tuy nhiên vẫn đang rất sung sức. Anh tập luyện rất tốt trong màu áo của Viettel. Chúng ta vừa chứng kiến pha xử lý kinh nghiệm của Thidaton, cầu thủ đang chơi ở Nhật Bản cho Yokohama Marinos. Không việt vị, hết sức nguy hiểm. Pha bóng tưởng rằng đơn độc của Subhasai, tuy nhiên Thái Lan đã suýt ghi bàn. Hà phòng ngự áo đỏ đã để lòng Subhasai ra đất trong tình huống vừa rồi và trung phong cắm của đội tuyển Thái Lan đã có một pha xử lý có thể nói ở đẳng cấp rất cao. Ứng bóng ở tư thế quay lưng với cung thành đối phương và sau một nhịp khống chế, Subhasai đã có được cú đá có thể nói là hóc hiểm khiến cho Đặng Văn Lâm phải bó tay. Những cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Subhasai đã phát huy khả năng tì đè và cá nước của mình ở tiếng vừa rồi. Bình thường nếu như các đàn anh Adisak hay là Thia Sinangda đá chính thì Subhasai thường là đá giặt sang bên trái. Ngày hôm nay khi mà cả Dangda lẫn Adisak đều không đá chính, Subhasai chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Subhasai ra đất làm tiền đạo của câu lạc bộ Buriram, đội sở hữu sân Chang Arena. Đó là đội bóng
có thành tích tốt nhất của Thái Lan trong chục năm qua. Kể từ năm 2008 cho đến nay thì họ đã có tới 7 lần giành chức vô địch Thái, trong đó có 2 năm liên tiếp gần đây và 3 năm liên tiếp từ các năm 2013 đến 2015. Tuy nhiên các chân sút Thái Lan vào thời điểm này đang có phong độ không phải là quá cao ở giải vô địch quốc nội. Có đến hơn 20 cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Thái League vào thời điểm này đều là cầu thủ ngoại. Pha đi bóng của Trọng Hoàng. Ở Thái League Việt Nam ở đây thì trong mỗi trận đấu mỗi đội đăng ký đến 6 ngoại binh. Người Thái coi đó là một sự kích thích cho độ hấp dẫn của Thái League. Tuy nhiên cũng ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của các tài năng trẻ. Theo chúng tôi 6 là con số quá nhiều đối với ngoại binh. Một loạt những pha xử lý tốt của Thitipan. Pha phạm lỗi của Văn Toàn. Văn Toàn phạm lỗi với Suvachok. Suvachok đang chơi cho Buriam. Suvachok là một trong năm cầu thủ của đội Thái Lan dự Kings Cup chơi cho Buriam. Vừa rồi là Tristan Đỗ, cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam. Và hỗ trợ hợp lý của anh Đức. Thế trận của đội tuyển Thái Lan khá hơn chút ít sau tình huống tương đối bất ngờ mà tiền đạo của họ Subhachajadeh tiếp cận được khu 16m50 của đội khách Việt Nam và có được cú đá nguy hiểm. 20 phút đầu của trận đấu đã trôi qua với tỷ số hòa không đều. Chặn đầu tiên là của Quế Ngọc Hải. Tiếp theo là tình huống chặn bóng của Tiến Dũng. Không phải, đó là Duy Mạnh. Bây giờ là Văn Toàn. Hùng Dũng, Anh Đức. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Ở khu vực giữa sân, Tuấn Anh hơi bị đuối trong những pha tranh chấp. Như chúng tôi đã phân tích thì Thái Lan rất muốn đưa trận đấu vào thế đua sức. Và nếu Việt Nam không khai thác tốt cứ đi đội hình quen thuộc của mình cũng như những mình đánh sắc sảo thì có thể sẽ bất lợi trong những pha tranh bóng giữa sân. Pha xử lý khéo léo và không kém phần tình quái của Quang Hải. Trong những phút đá qua của trận đấu thì hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chưa thực sự có được những pha bóng kiểm soát để tổ chức lối chơi đúng như ý muốn. Nhưng xét về mặt tương quan, ở những phút đá qua thì chúng ta vẫn nhỉnh hơn. Tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan dù có những cố gắng nhưng họ bị sự căng cứng và cũng có thể là vấn đề phong độ của họ cũng không đạt được mức độ tốt nhất, khiến cho lối chơi của cầu thủ Thái Lan ở khu giữa sân cũng không được thực hiện một cách rõ ràng. Góc sút là rất rộng nhưng điểm đá bóng là tương đối xa. Liệu có cú sút từ Quang Hải hay không? Vẫn là cú sút. Cú đá không quá mạnh. Quang Hải sút ngay từ cự ly khoảng 35m. Tuy nhiên thủ môn Gawin đã kịp cảnh giác
Kawin đã chia bóng tại bì cho Luven. Đội bóng có một cổ phần rất lớn của gia đình tỷ phú Vichai dưới Leicester City. Vào lúc này Thái League cũng đang diễn ra giống như V-League. Có mặt ở Thái League hiện nay có 16 câu lạc bộ và Thái League đã diễn ra được 13 vòng đấu. Anh Đức, không có ai di chuyển bên phía cánh phải. Trọng Hoàng, Thiraton là người đã phạm lỗi. Không thi đấu bất cứ một phút nào ở nửa đầu của mùa giải V-League 2019, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được rất rõ phong độ của Trọng Hoàng. Rất mạnh mẽ và thanh thoát. Kinh nghiệm thì đương nhiên là có thừa. Hùng Dũng, có thể nói danh sách của ông Quang Sô gọi cho King's Cup có thể tạo ra ít nhiều bàn tán. Tuy nhiên theo tôi thì ông và các cộng sự đã rất thấu đáo. Tất cả các cầu thủ khi đến Thái Lan đều tập luyện khỏe mạnh hoàn toàn. Và có những trường hợp chúng ta lăn tăn khi họ không được gọi, thì lúc hỏi ra mới biết là họ không ở trong tình trạng thể lực cũng như sức khỏe tốt nhất. Cầu thủ gốc Việt Tristan Đỗ hiện nay đang chơi cho Bangkok Glass, đội bóng của thủ đô Bangkok. Đoàn Văn Hậu, tiếp tục là Đoàn Văn Hậu, vẫn còn. Tristan Đỗ đã tranh chấp rất quyết liệt. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chơi pressing bên phần sân của đối phương. Trong giai đoạn mà huyền thoại Kisak Senamoang còn dẫn dắt tuyển Thái Lan, thì Thái Lan cũng thi đấu với sân chủ thần 3-4-3 giống Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên Kisak cũng thôi và đội tuyển Thái Lan đã thay đổi nhiều về lối chơi. Có thể nói việc mời huấn luyện viên người Serbia Rajivac là một thất bại. Ông Sirisak nguyên là trợ lý của Rajivac được đưa lên và lúc này vẫn là người nắm tạm quyền. Những gì mà huấn luyện viên Rajivac thể hiện được cùng với đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup là rất ít ỏi. Việc Thái Lan bị loại bởi Malaysia không phải đơn giản chỉ vì họ không may mắn trong tình huống cuối cùng của Adisak với cú đá 11m không thành công. Đơn giản là giải đấu đó họ không có được chất lượng mạnh nhất, không có được những con người đủ tốt, và tất nhiên là trong lối chơi họ không phải là một đội bóng có lối đá đủ sức thuyết phục. Người vừa chuyền bóng là Titipan. Hùng Dũng, đây là anh Đức, rất bình tĩnh, tỉnh táo. Đó là sự khác biệt của anh Đức với rất nhiều những tiền đạo trẻ vào thời bên này cũng đã Việt Nam. Có thể nói sự có mặt của Tuấn Anh trong đội hình chính ngày hôm nay đã tạo ra những bất ngờ thú vị, có thể nói là bất ngờ với nhiều người. Đây là một thử nghiệm của ông Phan Xô sau giai đoạn mà Tuấn Anh bị chấn thương. Khi Tuấn Anh khỏi thì ông Phan Xô lập tức gọi trở lại anh vào đội tuyển để lần đầu thầy trò hợp tác với nhau. Và ngày hôm nay thực sự là thử thách với anh ở tuyến giữa của đội Việt Nam. Cách chơi của tuyến giữa Việt Nam lúc này rất khác với thời điểm Tuấn Anh chưa chấn thương. Lỗi việt vị. Đó là lỗi việt vị của Tristan Đỗ.
Trợ lý trọng tài số 2 người Nhật Bản Nomura Osamu đã căng cờ ở một tình huống nhạy cảm. Thời điểm Tuấn Anh chơi bóng ở đội tuyển trước khi chấn thương thì lúc bây giờ Ngô Hoàng Thịnh sẽ là tiền vệ trụ. Tuấn Anh và Xuân Trường đá cao hơn Ngô Hoàng Thịnh. Đó là cách chơi rất khác so với thời điểm hiện nay. Đúng là như thế. Và lúc này thì các tiền vệ trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn phải có khả năng công thủ toàn diện, có sự cân bằng trong cách phân bổ năng lực của mình, sẽ là một thách thức cho Tuấn Anh. Nhưng tôi nghĩ rằng việc ông Park Hang-seo gọi Tuấn Anh lên và sử dụng anh ngay ở trận đấu đầu tiên tại King's Cup năm 2019 là một giải pháp có tính lâu dài. Bởi vì trong quá khứ Tuấn Anh là một cầu thủ một loại tốt của lứa học viện Hoàng Anh Gia Lai, là người đã để lại được nhiều dấu ấn cho dù chưa phải là những dấu ấn ở những giải đấu chính thức. Sự đen đủi khi gặp phải chấn thương trước thềm các giải đấu lớn đã khiến cho Tuấn Anh mất đi những cơ hội, và bây giờ là lúc mà anh cần phải được tiếp thêm sức mạnh về mặt niềm tin. Lúc này trong ba hậu vệ của đội Việt Nam thì đội trưởng Quế Ngọc Hải thi đấu ở giữa, Bùi Tiến Dũng lệch bên trái, còn Duy Mạnh ở bên phải. Bộ ba hậu vệ đá chính của Việt Nam ngày hôm nay chính là những người đã thi đấu tại Asian Cup 2019, giải đấu mà Đình Trọng cũng vắng mặt vì chấn thương. Sau đây 2 ngày, đội U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Myanmar tại Việt Trì Phú Thọ. Và đài truyền hình tần số VC cũng sẽ là đơn vị sản xuất tín hiệu cũng như tổ chức tường thuật trận đấu của U23 Việt Nam. Các tiền vệ Thái Lan không ngần ngại phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Trọng tài huấn luyện viên Park Seo lúc này là đội ngũ trẻ trung, tuy nhiên cũng đã dạn dày và có thể thích nghi với nhiều loại đối thủ. Cầu thủ Việt Nam đã quen từ việc đá pressing, đá nhanh, thậm chí đá đẹp, cho đến cách chơi lai dai, thử thách sự kiên nhẫn. Đường chuyền dài của Christian Đỗ, pha ngăn chặn là của Quế Ngọc Hải. Một tình huống xử lý bình tĩnh an toàn của Bùi Tiến Dũng. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp một đã trôi qua chỉ với một tình huống nguy hiểm thực sự được tạo ra bởi Supachai Jaidan. Đó cũng là một pha bóng có tính tổ chức gần như là duy nhất của đội chủ nhà Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam chơi cân đối hơn, thậm chí có nhiều hơn những pha uy hiếp bên phần sân đối phương, nhưng cũng không có được một cơ hội thực sự đáng kể. Cú đá trúng đích duy nhất của đội khách là quả đá phạt tầm xa của Quang Hải. Không có gì nguy hiểm. Pha xử lý của Supachai. Pha xử lý ngẫu hứng của Supachai. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều có những quân bài sáng giá trên cái dự bị, đặc biệt là trên hàng công. Hai đội đều có những số 10 đang ngồi dự bị có thể vào sân để tỏa sáng. Đó là Công Phượng của Việt Nam và Kirachiranda của Thái Lan.
nguy hiểm. Cú đá là của Thitipan. Đây là pha bóng mà không thật sự dứt khoát của Trọng Hoàng. Trước đó là nỗ lực tranh bóng bổng của Duy Mạnh. Thitipan đã thực hiện cú vắt bóng bằng chân phải, có thể nói là rất kỹ thuật, tiếp bóng nhanh, cú đá là tương đối hóc hiểm. Đáng tiếc cho đội Thái Lan là bóng đi chệch khung thành. Thitipan là mẫu tiền vệ công thủ toàn diện, tiếp nối truyền thống của các tiền vệ Thái Lan, có khả năng ăn chịu và tấn công cũng như phòng ngự đều tốt. Trước đây có thể kể đến Surachai, Jaturapat, Chaiman và về sau có Thong Lao. Dứt điểm từ xa luôn là một thứ vũ khí có thể nói là cực kỳ đáng sợ của bóng đá Thái Lan trong những năm mà họ duy trì được đỉnh vinh quang, không chỉ ở khu Đông Nam Á mà còn có cả những thành tích tiệm cận với khu vực châu Á. Và những cú đá xuất sắc của họ luôn là một thứ vũ khí có thể nói là rất đáng ngại với các đối thủ. Vào thế hệ của những năm 98-99, hàng tiền vệ của Thái Lan có một cái tên rất đáng sợ ở cú sút xa, đó là Tha Văn Trai. Đó là người đã sút tung lưới đội Việt Nam trong trận chung kết của SEA Games năm 1999, SEA Games 20 ở Brunei. Và đó cũng là cầu thủ đã thực hiện cú đá mang tính quyết định, cú đá tầm xa giúp cho đội tuyển Thái Lan vượt qua đội tuyển Trung Quốc ở tứ kết của ASEAN năm 1998 trên sân nhà. Thitipan là người chơi tốt nhất ở tuyến giữa của Thái Lan. Sau lần đầu tổ chức vào năm 1968 thì King's Cup chủ yếu diễn ra tại Bangkok. Sau này khi Thái Lan có sân vận động lớn Rajamangala thì King's Cup thường xuyên diễn ra ở Rajamangala, sân vận động chính của ASEAN năm 98. Đã từng có lần King's Cup diễn ra ở Chiang Mai, thành phố cổ nằm ở phía bắc của Thái Lan. Và đây là lần đầu King's Cup diễn ra tại Buriam. Buriam là nơi mà đội tuyển Thái Lan cũng đã từng chọn để thi đấu. Lần gần nhất Thái Lan đá tại đây là vào tháng 11 năm 2007 gặp Triều Tiên ở vòng loại Asian Cup. Hùng Dũng. Cú chạm bóng tiếp theo là của Đoàn Văn Hậu. Thái Lan đang chơi chặt chẽ khiến cho Việt Nam không thể bảo đảm đường quy hình như muốn của ông Quang Sô. Tuấn Anh. Tiếp tục là Tuấn Anh. Đây là trận đấu mà rất nhiều người đã cho rằng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều, bởi vì hai bên ít người đều có những thận trọng. Trận đấu đã có khá nhiều tiếng va chạm. Cầu thủ bị đau là Thanabun, tiền vệ đang thi đấu cho đội Cảng Thái Lan. Đội bóng đang dẫn đầu Thái Lịch sau 13 vòng đấu. Hiện nay đội bóng của Đặng Văn Lâm, Muang Thong đang chơi rất tệ, đứng áp chót bảng xếp hạng.
đương kim vô địch Buriram United, đội chủ sân Changana hiện nay đang xếp thứ hai tại Thái lịch sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá dứt điểm, cú đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn. Người đã phá bóng trong tình huống vừa rồi trước tầm tay của thủ môn Cao Huyên là hậu vệ Sufan. Văn Toàn đang rất sung sức, khả năng gây đột biến rất cao. Tình huống có phần hốt hoảng của Sufan song song. Tiếp tục là Văn Toàn. Tình huống can thiệp hợp lý của Di Mạnh. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Cú vẩy mang ngoài chân trái của Quang Hải. Phút thứ 40 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Xét về mặt tầm vóc, về mặt thể lực, khả năng tranh chấp quyết liệt, các cầu thủ Thái Lan là những người nhỉnh hơn ở khu giữa sân. Nhưng sự tinh tế, khéo léo và ăn ý thì đó lại là những gì thuộc về đội tuyển Việt Nam. Cho dù ở những phút đã qua của trận đấu, thế trận răng dai, có phần cầm cự của hai bên là phổ biến, và những gì được gọi là bùng nổ vẫn còn đang ở phía trước. Ở các trận bán kết, nếu như sau 9 phút hai đội hòa thì sẽ đá luân lưu ngay, không biết phụ. Theo quy định của King's Cup thì mỗi trận đấu cũng chỉ được thay 3 cầu thủ, giống như ở các giải đấu chính thức. King's Cup 2019 là giải đấu giao hữu, nhưng đây là giải đấu được tính điểm cho bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển Việt Nam vào lúc này đang đứng ở vị trí thứ 98 và là vị trí thứ 16 ở khu vực châu Á. Chúng ta nếu như bảo vệ được vị trí này sẽ có lợi trong việc rơi vào nhóm hạt giống, thuận lợi ở các loạt trận vòng loại của World Cup 2022. Pha đi bóng nỗ lực tuy nhiên đơn độc của Supachai. Vẩy vào ngoài kỹ thuật của Tin Văn. Tin Văn thật sự là cầu thủ đẳng cấp. Đó là lý do vì sao anh được sang Nhật để thi đấu. Tại AFF Cup cuối năm ngoái thì ở hàng tiền vệ Thái Lan, Tin Văn vẫn là cầu thủ chơi tốt nhất trong một trận đấu không thành công của người Thái. Pha can thiệp vừa rồi là của Tuấn Anh. Chúng ta đã thấy ở Tuấn Anh những dấu hiệu rất đáng mừng khi anh trở lại, đặc biệt là tại vòng đấu gần đây nhất ở V-League. Cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội ở Pleiku, Tuấn Anh đã chứng tỏ được rất nhiều trong một trận đấu hội tụ nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, để hòa nhập với đội tuyển, trong cách chơi và tiền vệ vừa phải công vừa phải thủ là điều mà Tuấn Anh còn phải rèn luyện thêm. Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải. Đây là anh Đức. Đội Việt Nam đang chơi có thể nói là rất chững chạc, dù ở đoạn cuối của những pha bóng chúng ta chưa thể tạo ra được những đột biến. Đối phương cũng đang đá hết sức tập trung bên phần sân nhà.
pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ lớn tuổi nhất của Thái Lan ở giải lần này là thủ môn dự bị Siwarak, 35 tuổi. Siwarak cũng là người bắt dự bị cho Đặng Văn Lâm ở Mường Thong. Chúng ta vừa được chứng kiến một pha dứt điểm ở bên phía cánh trái của Đoàn Văn Hậu trong lần gặp nhau gần đây nhất của bóng đá Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại của giải U23 châu Á trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam được thực hiện sau một pha bóng đột biến của Đoàn Văn Hậu, không bám biên thường lệ mà bó vào trong và tạo ra một đường truyền có thể nói là cực kỳ lý tưởng, giúp cho Hà Đức Chinh thoát đi và thực hiện cú dứt điểm quyết đoán, mở ra một chiến thắng có thể nói là tưng bừng. Những pha can thiệp liên tiếp của Quế Ngọc Hải. Khi thi đấu tại King's Cup thì tuyển Thái Lan luôn mặc áo vàng để tỏ lòng thành kính với nhà vua. Sân Chang Arena là sân bóng được sử dụng từ năm 2011. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Văn Toàn rất thanh thoát, Trọng Hoàng. Văn Toàn, pha bóng hết sức quen thuộc của Văn Toàn. Trung vệ Addison Provac trong tình vừa rồi đã chơi có thể nói là cực kỳ kinh nghiệm, băng ra hợp lý, chọn chỗ chính xác, ngăn chặn được quả tạt của Văn Toàn. Đây có thể sẽ là pha bóng cuối cùng của hiệp 1 và đá phạt của Quang Hải. Và như vậy là trọng tài Nhật Bản ông Ida Junpei đã nổi còi hết hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và Nhật và Thái Lan. Trận đấu tại King's Cup 2019. Hết hiệp 1 tỷ số vẫn là 0-0. Trong hiệp 1 đội Việt Nam nhìn chung đã chơi tốt, đúng với những ý tưởng của ông Quang Sô. Có một số thời điểm hàng phòng ngự mắc những sai lầm nhỏ, tuy nhiên đã nhanh chóng được khắc phục. Thái Lan cũng đã có hiệp đấu đầy nỗ lực, mặc dù một số vị trí tỏ ra căng cứng và cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất. Hy vọng những gì diễn ra hiệp 2 sẽ khiến chúng ta hài lòng với một thế trận tốt dành cho đội Việt Nam. Bên phía Thái Lan đã thay cầu thủ đầu tiên vào sân là số 7 Sumania, 32 tuổi, cầu thủ của đội cảng Thái Lan. Trong hiệp 1 về cơ bản Thái Lan thi đấu với siêu chiến thuật 4-5-1. Suvachai là tiền đạo cắm, hai thủ vệ chính là Christian Đỗ bên phải và Thiaton ở cánh trái. Hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Trong hiệp 1 Thái Lan đá với 3 hậu vệ là cao thủ số 5 Addison, số 6 Pansa và số 16 là Suphan. Ở hiệp 1, Văn Toàn đã có những pha thoát đi quen thuộc tạo ra những khó khăn cho phòng ngự của Thái Lan. Đến lúc này đội Việt Nam vẫn chưa thay người, Thái Lan đã thay một cầu thủ. Người đá phạt là Addison. Đội xuất phát của Thái Lan ngày hôm nay có 4 cầu thủ đang thi đấu cho Buriram Utip. Pha
pha phạm lỗi của Duy Mạnh. Đây là tình huống mà Duy Mạnh đã chủ động can thiệp bật rất cao. Như vậy là số 7 Sumania vào sân thay cho số 4 Sarac. Sarac là một tiền vệ. Ở hiệp 1 anh là một trong 5 tiền vệ của Thái Lan. Thái Lan trong hiệp 1 của trận đấu tập trung đông cầu thủ giữa sân và không ngần ngại tạo ra những tình huống va chạm, phạm lỗi. Cần phải cảnh giác với Pansa, cầu thủ cao 1m90. Quả phạt cho đội Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của hậu vệ Adison. Chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup 2019. Tỷ số này vẫn là không đều. Cho đến thời điểm này đội Việt Nam vẫn chưa thay người. Thái Lan đã thay một cầu thủ. Văn Toàn. Các trận đấu tại King's Cup năm nay diễn ra trên sân Chang Arena, sân nhà của Buriram Chuntip, đội bóng số 1 của Thái Lan ở đây. Buriram đã vô địch Thái Lan 6 trong 8 mùa giải gần đây nhất. Đây cũng là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ Thái Lan nhất với 5 người được gọi lần này, trong đó có 4 người xuất phát ở đội chính. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, người vừa chạm đầu là Hùng Dũng. Tuy đội tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu những pha bóng có nhiều tính đột biến ở phía trên, nhưng thế trận mà cầu thủ áo đỏ tạo ra là vững vàng. Khả năng kết nối ở giữa sân của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào thời điểm này là đủ tự tin. Đường chuyền của Thanabun. Duy Mạnh là người đã chặn được bóng. Pha cản phá của Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải, tình huống xử lý bóng dứt khoát. Trong số những tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup thì Ngọc Hải là cầu thủ có số pha đội tuyển nhiều thứ hai, 42 lần. Đây là trận đấu thứ 43 của anh, ít hơn Trọng Hoàng đúng 20 lần. Xét về số bàn thắng thì Trọng Hoàng cũng đang là chân sút số 1 trong thành viên đội tuyển dự giải lần này, 12 bàn thắng của đội tuyển. Anh Đức đã ghi 11 bàn, Hồng Phượng đã ghi được 8 bàn.
Chúng ta đã thấy Tuấn Anh xuất hiện nhiều trong những tình huống phòng ngự, chơi tương đối quyết liệt, có sự dẻo dai trong những tình huống đeo bám và hoàn thành nhiệm vụ của mình ở nửa còn lại của một tiền vệ trung tâm. Tôi cũng nhận thấy là Tuấn Anh đã thích nghi mỗi lúc một tốt hơn với nhịp điệu của trận đấu. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải cho đội tuyển Thái Lan. Người sẽ thực hiện quả đá này là Thirathon. Trong khi đó thì ở phía trong, trung vệ Pansa, người có tầm cao tốt nhất của đội tuyển Thái Lan, cũng đã góp mặt. Và phối hợp đối nhí của cao thủ Thái Lan. Cú chạm bóng cuối cùng là của Tanabun. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cỡ số VC, trận đấu tại King's Cup 2019 giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan. Lúc này khán giả truyền hình đang theo dõi trên ba kênh chính là VTC3, VTC1 và Việt Nam Journey. Bên cạnh đó, thính giả của VOV có thể trên đường và nghe đài qua các kênh VOV1 và VOV2. Trận đấu đang được rất nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Một năm rưỡi qua, các học trò của ông Vaso đã có dịp quan sát với nhiều đối thủ thuộc những cách chơi khác nhau và đã rất dạn dày trong việc đối phó. Thái Lan cũng rất nỗ lực để có được những pha phối hợp tốt ở các tình huống đá phạt. Đã có những lời nhắc nhở của trọng tài chính ông Ida Junpei với đội trưởng của đội tuyển Thái Lan Thirathon. Cầu thủ vừa có một động tác tiểu xảo với Trọng Hoàng. Nguy hiểm. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Quý Ngọc Hải. Cú đá không trúng tâm bóng. Chúng ta biết là phòng ngự cố định và phòng ngự bóng bổng là điểm yếu của đội Việt Nam. Và lúc này Việt Nam đang phải gặp một đội Thái Lan to cao hơn. Tôi nghĩ rằng trong những tình huống bóng bổng như vừa rồi thì tầm ảnh hưởng của Đặng Văn Lâm cần phải được phát huy tốt hơn. Với tầm cao trên 1m8 và sải tay dài, lợi thế sử dụng tay của thủ môn cần phải được phát huy trong những tình huống chống bóng bổng kiểu như vừa chúng ta vừa thấy. Đó là một sự hỗ trợ rất là tốt đối với các trung vệ. Tất nhiên để có thể có được những tình huống băng ra hợp lý cho Đặng Văn Lâm thì sự phối hợp giữa thủ môn của đội tuyển Việt Nam với các đồng sự của mình ở phía trên phải đủ sức ăn ý. Việc bảo vệ đường ra cho Đặng Văn Lâm sẽ là một giải pháp cần phải tính toán. Và xem ra điều này chưa nằm trong sự sắp xếp cách phòng ngự, trong chiến thuật phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tranh bóng rất tích cực, Văn Hậu.
Duy Mạnh. Tuấn Anh che bóng không kín. Và lên bóng của đội Thái Lan. Sumania, Titipan. Tình huống bắt bóng chủ động của Đặng Văn Lâm. Thái Lan đang có sự kết dính tốt giữa các vị trí. Đội Thái Lan đang đẩy tốc độ của trận đấu lên. Họ chơi nhanh hơn và tích cực sút bóng. Phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Nếu như hai hiệp chính của trận đấu này khép lại mà không có được sự phân định thắng thua, hai đội sẽ phải đá luân lưu 11 mét. Đến lúc này thì các huấn luyện viên Park Hang-seo và Si-sak vẫn chưa tung những quân bài dự bị sáng giá trên hàng không vào sân. Quả tạt của Thiraton. Supachai đã sẵn sàng ở bên trong, nhưng trong tí vừa rồi thì Bùi Tiến Dũng đã chờ chính xác. Duy Mạnh. Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Cầu thủ Thái Lan vẫn đang lấn sân. Thiraton. Thiraton là một trong bốn cầu thủ quan trọng của Thái Lan đã vắng mặt ở AFF Cup 2018. Khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp bóng của đội tuyển Việt Nam ở khu giữa sân cần phải được củng cố, và không loại trừ trong khoảng 5-7 phút tới đây đội bóng đỏ sẽ có sự thay đổi người ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã thổi phạt Tristan Đỗ. Pha va chạm giữa Tristan Đỗ và Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu mới 20 tuổi, tuy nhiên đã rất dạn dày. Những quyết định của trọng tài Ida Junpei trong những phút đã qua của trận đấu theo tôi là chuẩn xác. Ông kiểm soát trận đấu một cách đĩnh đạc. Từ khi Thái Lịch ra đời thì Buriram Utd là câu lạc bộ đá vô địch nhiều nhất. Họ đã 7 lần vô địch. 8 mùa giải gần đây thì Buriram vô địch Thái Lan 6 lần. Câu lạc bộ Mường Thong của Đặng Văn Lâm đã đăng quang 4 lần. Theo quan sát của chúng tôi thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các trợ lý gọi các cầu thủ dự bị. Đội tuyển Việt Nam cần phải có sự điều chỉnh. Một tình huống nóng lên không cần thiết của trận đấu. Người đang nằm sân là Đoàn Văn Hậu. Trọng tài Ida Junpei của Nhật Bản đang rất bình tĩnh để quan sát và phân tích tình huống trước khi đưa ra quyết định. Đầu tiên là cú đẩy người của Supachok. Tiến Dũng đáp trả. Nhưng điều gì đã xảy ra với Văn Hậu, chúng ta hãy nhìn xem. Pha quay chậm không đủ để chúng ta có thể có được lời giải. Hãy chờ trọng tài Junpei. Một cú vả của tiền vệ Titipan. Cú ra đòn có thể nói là rất kín của Titipan. Như trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Hai thẻ vàng dành cho hai cầu thủ của hai đội.
đó là Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam và Thiraton của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta chưa rõ sự liên quan của những cầu thủ này với những chiếc thẻ và những hành động trước đó. Có lẽ là tổ trọng tài đã không quan sát thấy cú vả của Titipan. Động tác phi thể thao như Titipan có lẽ cũng chỉ thường xuất hiện ở Đông Nam Á hay là châu Á thôi anh Tùng ạ. Châu Âu hay Nam Mỹ thì chúng ta có thể thấy nhiều tiểu xảo, nhưng mà những quả như vậy là không thấy bao giờ. Vâng, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải hiểu được lý do tại sao mà cầu thủ Thái Lan lại có những phản ứng kiểu như vậy. Ở đầu trận chúng ta đã từng thấy cú vào bóng gần như là bỏ bóng đá người của Thiraphan, nhưng đó là tình huống mà trọng tài, chúng ta hiểu được tại sao có sự nhân nhượng của trọng tài, vì đó là thời điểm đầu trận và dù sao Thái Lan là đội chủ nhà. Còn vừa rồi là tình huống thay người đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Công Phượng vào sân để thay cho Văn Toàn. Những phút có mặt trên sân, Văn Toàn đã làm việc hết công suất, tạo ra được những nỗ lực, những cú dứt điểm, những tình huống lôi kéo. Và bây giờ thì một phương án khác của đội tuyển Việt Nam cho nửa cuối của trận đấu. Công Phượng đã trải qua một quãng thời gian thi đấu khó khăn ở Incheon United, nhưng khi trở về đội tuyển Việt Nam thì điều đó liệu có ảnh hưởng đến phong độ của Công Phượng hay không, chúng ta hãy chờ xem. Và chúng ta hy vọng rằng là những cảm giác chơi bên cạnh những người đồng đội, những người anh em thân thiết với một người thầy luôn luôn tin tưởng mình sẽ đem đến cho Công Phượng một cảm xúc thi đấu đầy đủ. Những con số thống kê cho thấy Việt Nam tạo được rất ít sức ép về cầu môn của Cao In, và chúng ta cần thêm những thông số về cầu môn đội bạn để tạo ra sự cân bằng cũng như áp lực ngược trở lại. Titipan. Trọng Hoàng rất tỉnh táo. Thái Lan đang khoét sâu vào hai biên, trong đó đáng kể nhất là những tình huống tấn công vào vị trí của Trọng Hoàng. Với tình hình này, có thể Việt Nam sẽ chuyển sang thi đấu với sơ đồ thật 4-4-1-1. Quang Hải sẽ lùi hơn, còn Công Phượng đá phía sau anh Đức. Thẻ vàng dành cho cầu thủ vào sân thay người Sumania. Pha phạm lỗi với Trọng Hoàng. Cuộc đấu gần đây nhất giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan có thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho chính anh chàng Subhachai ở sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa hai đội tuyển U23 ở vòng loại giải U23 châu Á. Quang Hải. Pha xử lý vừa rồi là của Tuấn Anh. Rất dứt khoát cú phá bóng của Quế Ngọc Hải. Đội thắng ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp Curacao trong trận chung kết diễn ra sau đây 3 ngày. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tình huống cố tình dùng tay chơi bóng theo kiểu bóng chuyền của Bùi Tiến Dũng. Hai pha bóng gần đây nhất của Tiến Dũng đều không chính xác.
mỗi bên đã phải nhận hai thẻ vàng. Cầu thủ Việt Nam đang phải chịu sức ép rất mạnh. Vẫn là Thiaton và sẽ rất nắn nót với cái chân trái của mình. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã rung lên. Có lỗi rồi. Trọng tài người Nhật Bản Ida Junpei đã quan sát và bắt lỗi cầu thủ Thái Lan. Như một lần nữa, tình huống cố định lại khiến cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo. Đây là pha bóng 2 trong 1 mà người ta vẫn thường thấy ở các cầu thủ chạy cánh có khả năng xử lý bóng xoáy. Bóng thường hướng tới phía cột xa và nó luôn khiến cho các thủ môn ở một tình thế cực kỳ khó xử. Đặng Văn Lâm trong tình huống này cũng vậy. Rất may là trong pha tranh chấm trước đó, một cầu thủ của đội tuyển Thái Lan, mà cụ thể là trung vệ Addison, đã phạm lỗi. Có thể nói các trọng tài Nhật Bản luôn là những búa đen rất tin cậy ở những trận đấu đỉnh cao tại Đông Nam Á. Cúp Tiger đầu tiên năm 96, trọng tài chính điều khiển trận chung kết là một người Nhật Bản, ông Yoshimi Ogawa. Tôi nghĩ rằng cho đến lúc này thì việc thử nghiệm Tuấn Anh như thế là đủ. Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cần phải được củng cố. Thiraton không có lỗi. Pha tranh chấp vừa rồi là của Trọng Hoàng. Quả phát bóng cho cầu thủ Việt Nam. Lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm chưa bị rung lên một cách chính thức, nhưng một loạt những pha bóng gần đây đủ để thấy rằng chúng ta không còn duy trì được một sự tỉnh táo, đảm bảo các vị trí và duy trì được sự chắc chắn. Có thể nói Việt Nam đã may mắn khi không bị penalty ở tiếng vừa rồi, và chúng ta cần phải có những xe đuổi người nhằm vào tuyến giữa để giải tỏa sức ép. Và ngay lập tức Hồng Duy vào sân để thay cho Bùi Tiến Dũng, và như vậy Đoàn Văn Hậu sẽ được kéo xuống đá hậu vệ, đá hậu vệ lệch trái. Huấn luyện viên Park Seo vẫn tiếp tục giữ Tuấn Anh trên sân. Ông chỉ củng cố vị trí nách của hàng phòng ngự. Như chúng tôi đã phân tích thì đây là giải đấu mà Thái Lan bị áp lực nhiều hơn. Việt Nam vẫn có quyền có những sự kiểm tra đội hình, bởi vì AFF Cup là một tầm khác với King Cup. Chúng ta tự hào là những nhà vô địch. King Cup là giải đấu cần phải chơi tốt, tuy nhiên vẫn có thể tung ra những sự thử nghiệm. Và nói một cách tận cùng thì nếu như Thái Lan họ có đá tốt và chúng ta có một bộ đôi so kè thì cũng hay. Câu trả lời của Hoàng Công đó chính là Công Phượng. Rất đáng khen cho pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, trong đó có cú dứt điểm cuối cùng là của Công Phượng. Trước khi Công Phượng nhận bóng thì Quang Hải đã nhấc chân tạo ra một tình huống rất sáng sủa. Công Phượng là người đã thay thế anh Đức để đá tiền đạo cắm tại Asian Cup rất tốt. Và có thể những trận đấu tỏa sáng của anh tại Asian Cup là lý do khiến Thông Incheon mời anh sang thi đấu. Cái cách mà Công Phượng có thể đá tốt khi đối mặt với những trung vệ nổi tiếng của Nhật Bản có thể nói là rất thuyết phục.
Như vậy là vào lúc này thì Đoàn Văn Hậu vẫn chơi bên phía cánh trái anh Huy ạ. Đội tuyển Việt Nam đã chuyển sang hàng phòng ngự có 4 người. Thông Duy được đưa vào sân để chơi vị trí tiền vệ. Và đó là một cách điều chỉnh để tăng cường độ dày ở khung giữa sân. Bây giờ là Công Phượng đột phá. Tại sao không phải là tình huống phạm lỗi? Tiếng còi có lẽ cũng đã được cất lên. Pansa là người phải nhận thẻ với tình huống tranh chấp cũng có thể nói là rất nguy hiểm đối với Công Phượng. Một pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm. Đó là tình huống mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ. Trên sân lúc này đang có mưa. Đã là thẻ vàng thứ 5 của trận đấu. Việc ông Paso chuyển sang đá với bộ đồ về dường như tiếp tục là một sự thử nghiệm. Lúc này thì về mặt khiêm tốn nhất cũng có thể nói là Việt Nam thực sự là đối thủ xứng tầm của Thái Lan. Đó là nó một cách khiêm tốn nhất. Và thực ra ở Đông Nam Á thì việc hai đội bóng luôn luôn so kè với nhau, đó chính là động lực để giúp cho bóng đá Đông Nam Á phát triển. Và sự so kè giữa Thái Lan và Việt Nam đã được thể hiện trong một loạt những tình huống tranh chấp có thể nói là trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Và vừa rồi thì trọng tài Junpei người Nhật Bản đã phải gọi hai đội trưởng lại để nhắc nhở về tinh thần thi đấu, thái độ thi đấu của cả hai. Nhưng với pha bóng gần nhất thì chúng ta cũng có thể nói rất rõ câu chuyện mà anh Huy vừa nhắc tới. Vị thế của bóng đá Thái Lan trong những năm qua không chỉ đã bị thay đổi về vấn đề thành tích mà cái cách tiếp cận của hai đội cũng như những gì đã diễn ra cũng để hiểu rằng tầm mức của bóng đá Việt Nam bây giờ rõ ràng rất khác. Cầu thủ của chúng ta hoàn toàn đủ tự tin để chơi một thứ bóng đá đĩnh đạc, đàng hoàng, trong khi đối phương, những người luôn được coi là dày dặn kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn cũng đã bị thay đổi cái tâm thế của mình. Và cú phạm lỗi của Pansa là một ví dụ hết sức điển hình. Họ đã phải làm tất cả những gì có thể, không từ một cách nào để mà hạn chế sức mạnh của đội Việt Nam. Đó là sự thực. Công Phượng đá phạt. Lỗi của Supachai. Đúng là sau khi Hồng Duy vào sân thay Bùi Thế Dũng thì sức ép đã phần nào được giải tỏa trước cầu môn của Đặng Văn Lâm. Chính xác lúc này đội Việt Nam đang lại là đội ép sân. Đây là một thời điểm hiếm hoi dưới thời ông Park Seo, chúng ta thấy đội Việt Nam chơi với 4 hậu vệ. Duy, anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái. Trên hàng công Thái Lan, người đá gần nhất với Supachai là Supachok, số 28. Kirathon
Sumania. Đó là một nỗ lực rất đáng khen của Tuấn Anh. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Đội Thái Lan đã có nhiều nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ hai với những tình huống dồn ép, tăng tốc. Những vòng cố định của họ cũng trở nên lợi hại hơn, nhưng không vì thế mà sự cách biệt được tạo ra. Đội tuyển Việt Nam trong những phút thi đấu qua của hiệp thi đấu thứ hai gần như chỉ có được một lời đáp trả. Đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ đã vào sân từ vị trí bị Công Phượng. Hồng Duy. Đường truyền là của Đoàn Văn Hậu. Tiếp tục là pha can thiệp của Tuấn Anh. Pha bóng cản phá của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh. Mặc dù chưa thật tốt ở những pha đánh chặn và va đập, tuy nhiên Tuấn Anh cũng đã chứng tỏ sự dẻo dai cho đến điểm này. Khoảng trống. Sút bóng. Không vào. Cú đá của Quang Hải. Bây giờ chúng ta mới thấy Quang Hải lên tiếng. Bóng đi chạy cột dọc trong gang tấc. Quang Hải giành chân. Một pha dứt điểm khó, tuy nhiên Quang Hải cũng đã khá nhiều lần thành công ở kiểu dứt điểm này. Tất cả chúng ta đều tiếc nuối với pha chạm bóng vừa rồi của Quang Hải. Cú sút thứ hai của Quang Hải trong trận đấu này. Và đó là một pha dàn xếp của đội bóng áo đỏ. Tình huống vào đà của Quang Hải có lẽ không phải là tốt nhất, khiến cho va chạm bóng cuối cùng phần nào đó mất đi sự sắc bén. Trong lịch sử những lần đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan thì ở cấp đội tuyển chưa bao giờ hai đội phải giải quyết bằng đá luân lưu. Chính xác là xưa nay Việt Nam thắng Thái Lan rất ít. Chỉ có được 2 trận đấu và chúng ta vẫn rất nhớ là bán kết Cúp Tiger 98 và Quyết Lượt Đi giải năm 2008. Anh Tùng, một số vị trí Thái Lan đã có biểu hiện xuống sức. Họ là những người nhiều tuổi hơn khá nhiều so với đội Việt Nam. Vâng, điều đó có thể cũng sẽ là lý do khiến cho Park Hang-seo tự tin hơn việc giữ Tuấn Anh cho đến lúc này. Không phải là chúng ta không muốn có một kết quả tốt ở King's Cup 2019 vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng dù sao đây vẫn chỉ là một giải đấu giao hữu. Và trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam còn có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Và chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị những con người tốt nhất, chuẩn bị những phương án khác nhau, rõ ràng vẫn là một nhiệm vụ rất lớn của Park Hang-seo và các học trò. Và đó là lý do khiến ông quyết tâm sử dụng những cầu thủ như Tuấn Anh và kiên quyết giữ anh ấy trên sân. Dù không phải là những gì mà Tuấn Anh đã đóng góp cho đến này đều đã được thực sự ưng ý. Từ trước khi hai thầy trò có dịp làm việc với nhau thì ông Park Hang-seo cũng đã gặp Tuấn Anh khi anh chịu chấn thương ở Hàn Quốc. Pha đá phạt của Quang Hải. Tuấn Anh mở bóng hợp lý. Pha bật cao của Đoàn Văn Hậu.
thể nói trận đấu nào chúng ta cũng chứng kiến những chiêu thức mới lạ của Baso. Ngày hôm nay việc ông chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2 thực sự đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, thế trận đã rất khác. Subhachai rời sân, vào sân là số 29 Suvanat. Như vậy là các tiền đạo danh tiếng Harisak và Dangda vẫn chưa được vào sân. Kirasin Dangda là một trong số những cầu thủ nội của Thái Lan ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Thái League 2019. Dangda đã có được 4 bàn thắng cho Muang Thong United ở mùa giải năm nay. Nhưng chấn thương đã khiến cho Dangda tập trung muộn cùng đội tuyển Thái Lan, không hoàn toàn sung sức, và đó là lý do chính khiến cho anh không thể có mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu mà người Thái Lan rất muốn thắng nhưng chưa thể thắng. Rất nhiều khả năng hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng những quả đá đơn lưu. Lỗi của Công Phượng. Đường chuyền dài là của Pansa. Can thiệp hợp lý. Đó là tác động của Hồng Duy. Việt Nam vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Đến lúc này Thái Lan cũng mới thay 2 người giống như Việt Nam. Anh Đức có dấu hiệu bị chuột rút. Đội Việt Nam vẫn có thể thay thêm một người. Ở giải đấu năm nay, Thái Lan vắng cầu được coi là Messi Thái, Chanathip Songkrasin. Anh đã bị chấn thương vào giờ chót. Như vậy là anh Đức có vấn đề ở đầu gối chứ không phải là bị chuột rút. Dù sao thì cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam đã hoạt động hết sức tích cực, rất năng nổ. Đúng là chấn thương đầu gối và anh Đức cần một sự sơ cứu chuyên nghiệp trong một chấn thương có thể là không nhẹ. Hình ảnh rất quen thuộc của huấn luyện Thái Lan. Khán giả Việt Nam đã sang Buriram ngày hôm nay rất đông. Có thể nói với vị thế của đội Việt Nam ngày hôm nay thì cuộc đấu ở trên đất Thái thu hút rất nhiều huấn luyện Việt Nam. Mọi chuyện đã rất khác so với trước đây. Anh Đức là một tiền đạo có giai đoạn cống hiến cho đội tuyển ngắt quãng. Vì thế lúc này mới chỉ có được 11 bàn trong đó đội tuyển, có ít hơn cả Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã có được 12 bàn.
Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu. Trọng tài thổi phạt Quang Hải vì lỗi độn người. Theo chúng tôi, Quang Hải không làm động tác độn người. Đưa bàn chùm hẳn lên trên và mất đà ngã xuống. Tình huống bật rất cao. Lương Xuân Trường vào sân. Có thể là thêm giải pháp để đá phạt lên. Đúng là như thế. Xuân Trường vào thế chỗ của Tuấn Anh, người đồng đội của anh ở Ngoại Gia Lai. Những người đã trưởng thành cùng nhau từ lứa học viện. Xuân Trường rất quen với mặt cỏ Buriram. Nhưng việc anh chỉ vào sân ở những phút cuối có thể cũng là một bất ngờ dành cho người Thái. Và phần còn lại của trận đấu trên chấm đốt lưu chắc chắn sẽ có tên của Xuân Trường. Bốn phút đã bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Một năm qua, các học trò của ông Baso đã rất quen với những cuộc cân não trên chấm 11m. Gần nhất chúng ta thắng Jordan tại vòng 16 đội của Asian Cup hồi đầu năm. Công Phượng. Hồng Duy. Đường chuyền hơi mạnh và Văn Lâm đã kịp lao ra bắt bóng. Duy Mạnh đã chủ động bảo vệ đường cho trái bóng trôi về vị trí của Văn Lâm. Và tôi vẫn có cảm giác là Văn Lâm hơi chậm một chút so với việc cần phải làm để làm chủ khu vực 16-50 của mình tốt hơn. Theo tôi thì việc câu lạc bộ Buông Thong của Văn Lâm đang chơi không tốt ở Thái Lịch cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Nói gì thì nói, một thủ môn bị thua quá nhiều không thể không nói là không bị ảnh hưởng. Nhưng thực sự mà nói thì việc sang Thái Lịch thi đấu là một trải nghiệm cực tốt cho Đạm Văn Lâm. Đó là nơi có rất nhiều những cầu thủ có chất lượng, đặc biệt là cầu thủ ngoại. Và những trải nghiệm đó đương nhiên có ích rất lớn cho đội Việt Nam, cho đội tuyển Việt Nam. Đây là tình huống mà Quế Ngọc Hải đã phối hợp với Duy Mạnh để ngăn cản cầu thủ đội bạn Sufanat, cầu thủ đang chơi cho Buriram United. Như vậy là cả năm cầu thủ của Thái Lan chơi cho Buriram đều đã vào sân ngày hôm nay. Phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Công Phượng nhà bóng. Hồng Duy. Không được. Chủ định của Hồng Duy là chuyền bóng ngang cho anh Đức. Không phải là Hồng Duy mà là Hùng Dũng. Chúng ta xem lại phát điểm chân trái của Hùng Dũng. Nếu là Hồng Duy có thể sẽ là một dịp dấn và sút ngay. Quả phạt góc ở những giây cuối cùng. Một tình huống cố định và đội tuyển Việt Nam liệu có chắc chiu được cơ hội này không?
Quả đá phạt của Xuân Trường. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức. Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của ông Park Seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Seo. Những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì anh Đức đã bị chuột rút thật rồi. Nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung túng. Anh bị bất ngờ trước tình huống dứt điểm của anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Đội tuyển Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này nhưng họ không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Và bằng một cách tiếp cận khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi cho đến lúc này khi mà thời gian còn lại quá ít và tiếng còi mãn cuộc đã 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có sự so đỏ trực tiếp với bóng đá Việt Nam đã kết thúc với một kết quả không thuộc về họ. Đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của bóng đá Đông Nam Á, đã có một lời khẳng định xứng đáng. Chúng ta đã thắng một cách đĩnh đạc trong một trận đấu ở một giải đấu giao hữu trên đất Thái. Một lần nữa ông Park Hang-seo lại có được chiến thắng, và lần này quan trọng hơn cả đó là chiến thắng ở tầm đội tuyển quốc gia. Một trận đấu có phần căng thẳng, rất quyết liệt và không có quá nhiều những pha bóng hay, nhưng bản lĩnh của một đội bóng đang lên, đội bóng trẻ trung, đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng. Xin cảm ơn những gì mà ông Park Hang-seo và các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Và đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết của Kings Cup năm 2019 để gặp đội tuyển Curacao. Còn đội chủ nhà Thái Lan sẽ phải đá trận tranh giải ba gặp đội tuyển Ấn Độ. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ Kings Cup 2019 xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt.